Cái con gái người vùng cao xuống mà chỉ thích chim thôi. Nướng xong thì mới ăn chứ không phải là ăn sống thế này nhá. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt Đến Rồi. Vâng, kính thưa quý vị, thì Đạt cũng biết được rằng là cũng có rất là nhiều khán giả mà lâu lâu rồi không nhìn thấy Trá, cũng rất là mong ngóng là có clip xuất hiện Trá. Tại vì là đợt vừa rồi thì Trá phải đi học ấy, cho nên là Đạt cứ để cho cháu đi học thôi. Sẵn những người bạn người Mông đây thì là cho Trá đi cùng để Trá giao lưu. Thì nãy giờ trên xe ô tô con đã nói chuyện được gì với các anh chưa? Các chị chưa? Dạ chưa. Thế con có thể là dùng tiếng Mông của mình để giới thiệu với các anh, đây là bố nuôi của con và bố đã nhận con về nuôi như thế nào? Đây con nói đi để cho các anh chị biết. Hơi ngại. Không phải ngại, cứ có gì mà ngại nào. Thật ra đây con nói nào. Nào, nói với các anh chị nào. Chả biết nói gì à. Thì đây là bố của em, ví dụ ấy. Nói tiếng Mông ấy. Gió mà ý à kìa. Con cứ nói to lên. Con bố Đạt phải mạnh dạn lên. Nói đi. Nào, 1, 2, 3. Nói đi con. Đây, đây là bố nuôi của em. Thì bố em đã đón em về đây. Đang đi gió ra tiền. Chủ trí ra tiền nữ cho ông tròn này nhó. Thì tôi cho coi sẽ dạng cơ nhớ về hồn thì tôi cũng coi đi cho coi lưu lòng với dạng bố cho coi lưu hồn. Giờ thì mấy từ chi mê này nhớ cho hắn nói tôi cho tôi khó đó xì mà tôi khó này à nữ tiếc chơi con đồ này nhớ này hả? Bố cho cái tôi nhà bố dù cho mà nhà bố xây cái nhà bố giảm nhiều mà xây trong lý anh và lo hết xem mà nó mấy nhà nó mà dùng được bố nhà mà tôi từ mà xây dù mà xây chơi chơi giờ bố giảm nhiều đó tôi được mà bố xây dù là giống nhà bố giảm nhiều mà bố chỉnh số dù là bố giảm nhiều hay bố chỉnh dù đây cho dù anh nữa hay nữa dù xây dù người dù nhất là dù là nó giống là cái hay dù chỉnh là nhà nó dù chỉnh là mà cái nó giống chỉnh một chiếc xe hay dù chỉnh là gần tới nữa mà nó dù lúc bố chỉnh khu dù xe quá to nhớ mà chỉ mà dù lúc tôi dù xe quá to trông có mà dù mà tí giờ giờ thì nhớ về thò mẹ giờ thì chỉ một chiếc khó cái chỉ khó mà đó thì khó chỉ đó tuần nhớ là nó biết nó ở bên sông cái gì nhà sao sông gì số khu vực sẽ có tới trong gì xây sáng nhau là một chính mà nữa mà lý đó. Vâng, kính thưa quý vị, thì em Cảnh này là cũng có năng khiếu làm biên tập viên truyền hình được ấy, nói dài dằng dặc ra, nhưng mà lúc nãy Cảnh là nói gì đấy, nói gì con dịch cho bố nghe xem nào. Nói là con ở đây để chứa trên sông thì làm ở đây cũng được, muốn về cũng được. Rồi thì quan trọng nhất là bây giờ là đi ăn không đói đấy nhỉ. Đi mời mọi người đi ăn nhá. Đi ăn nhá. Thế đã bao giờ được ăn lẩu nướng chưa? Chưa. Vâng. Em chưa. Dạ em chưa. Đấy. Đây bây giờ chọn món đi. Xem là thích món nào thì chọn. Nào thích ăn cái gì? Nào các bạn nữ vào đây. Không biết chọn đâu. Anh chọn món nào thì ăn. Nào đấy bọn em thích ăn cái gì thì chọn. Cho anh chọn. Nào. Các bạn nữ đi chợ đi. Nào. Thích món gì? Chị ơi. Em order. Đây em tìm. Anh ăn gì nhỉ? Đây của em là có từng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 người. Vâng, anh ăn là buffet nướng ạ. Anh ăn thì anh cứ ăn tự nhiên gắp. À, buffet nướng lấy thoải mái gì? Vâng. Ok, thế là mình tự gắp gì? Vâng, ai ăn thì anh gắp. Ok, ok. Nào, cho bạn nữ này lấy đi. Đây ạ. Đó. Nào. Lấy đi. Thích ăn gì lấy thoải mái. Đấy. Cháu có mua đi. Nào. Mua cái đó. Cũng phải biết mình ăn gì chứ, làm người biết mình muốn thích ăn cái gì chứ nhỉ. Đó. Nào chả ăn gì. Đấy, thích ăn gì. Lấy thoải mái nhá. Ăn nhưng mà lấy là phải ăn hết nhá. Tới thì như xí nó từ này từ. Nó cái nó. Nào, thích ăn gì? Đấy, mỗi đứa một khay. Cứ lấy thoải mái đi nhá.
lấy hết cũng được. Nhưng mà phải ăn được hết thì mới lấy hết. Đúng rồi. Đây này, cái xiên này ngon này. Sao không lấy xiên này? Đây là thịt bò này. Là ngon đó. Đó, cứ lấy đi, xong tí nữa đằng nào cũng hết mà. Lấy là hết hết. Lấy đi nhanh lên để nướng này ăn, không có nhanh. Muộn rồi đói. Đây để nướng con lại à. Vâng, thưa quý vị, thì sau khi mà cho hai bạn nữ này lựa chọn, các bạn bảo là không ăn được tại vì là thấy đồ nó vẫn còn sống. vẫn chưa chín, cứ tưởng là ăn, chắc là tưởng là ăn trực tiếp như thế này. Nhưng mà cái này là phải nướng nhá. Nướng xong thì mới ăn chứ không phải là ăn sống thế này nhá. Ừ, thế thì nếu mà nướng lên thì có ăn được không? Ừ, đấy. Cứ tưởng là ăn đồ sống thì chết dở. Đây là cho bạn nướng rồi. Em xin chào ạ. Bây giờ hai bạn nữ này là tưởng là cứ chưa xuống ăn đồ đàn này bao giờ, thì hai bạn nữ tưởng là ăn đồ sống. Thì bây giờ thì em và hai bạn nữ bảo là không ăn được, nhưng mà bây giờ nướng lại thì em thì tôi lại là nướng lại thì hai bạn nữ này ăn được, thì cho anh chào tất cả trong TikTok. À vâng. Đấy, cứ chọn đồ đấy. Ừ, cứ mang lên đi con. Cái chân gà nướng này ngon đấy. Có ấy không? Đi lên này. Đấy, trên này có đồ ăn chín này. À, đây. Rất là nhiều đồ chín này. Rất là ngon. Cái này là mực cái dao nhỉ? À, bánh. Nó chưa tí rồi. Cái này. Sushi. Đấy, cứ lấy cái đĩa này đi. Cái đĩa này anh ăn. Phải chọn cho tất ra. Cho tất ra. Tất cái này. Ừ. Tất cái này. Cho tất ra. Ăn không hết đâu. Ăn hết được. Hết. Ăn cái nào để cái đấy, ăn không hết được. Ăn không hết được anh ạ. Hết. Cho hết ra. Đây. Tay thế giờ. Nó à? Này xong thì là còn đồ nướng nữa nhỉ? Từ nay người mà không ăn được hết thì chỗ này thì có mà đấy. Chị đấy. Chị đấy khách VIP không? Nào, thế ngồi vào vị trí đi, ngồi vào đi. Hai đứa, em phân chú cho người. Hai đứa bạn anh ơi. Người dân tộc Mông đấy. Người đây. Đạt đến rồi. Ngon đấy nhỉ? Chắc là cũng ngon đấy. Cả nhà đưa một em chiên cầu tươi. Vâng. Bát, chá chưa bát thế đi con. Bát cho đi. Có thích uống bia không? Có. Có là uống bia nhá. Bia mình nước ngọt nhá, ai uống gì thì gọi nhá. Vâng. Ừ. Cho bia. À, của anh. Còn thiếu một bát của anh cameraman nữa. Đây. Đấy, đồ này là phải nướng đi chứ không phải là cứ thế ăn đâu. Cứ tưởng là đồ sống không dám ăn. Cái này làm gì mà ăn được. Đây, cái này là để đựng nước chấm nhá. Vâng. Này. Cái này đựng nước chấm này. Này. Đấy. Đấy. Đấy, cái này thì ăn cái gì thì cứ ăn nhá. Vâng con em ơi. Ngon nhờ, nhìn hấp dẫn quá. Hấp dẫn luôn, đồ tươi 100%, nhà hàng tự hào luôn, bán hàng tươi để phục vụ khách hàng. Vâng. Mong cả nhà ăn một lần lại phải đến nhà Xuân Đèo ăn nhiều lần nha. Nhà chị là cửa hàng tên là gì và địa chỉ ở đâu ạ? Em sẽ là cửa hàng tên là Xuân Đèo ạ. Khu đô thị Thuận Hữu, số nhà 17A LKV 06. Hôm nay mình đến để nướng cho các bạn thưởng thức nhá. Lẩu nướng Xuân Béo, địa chỉ HUD Sơn Tây, Hà Nội. Rất hân hạnh phục vụ quý khách. Đấy.
Em ngày trước em chuyên thu quảng cáo mà. Chuyên thu quảng cáo khai trương ấy. Rồi. Khai trương các người. Nói chung là mình không phải là làm dịch vụ mà toàn anh em người ta nhờ ấy. Có, nước ngọt cho mấy bạn này. Cái phần chá này nữa. Còn không biết đấy nhỉ. Bắt đầu đây đi để đưa cái chảo bên này cho anh ấy. Cái này. Có không biết là có hỏi chị ơi, có không biết là có hỏi. Anh ơi. Hả? Bên bút xuống chị em ơi. Em đi À, thưa quý vị là đồ ăn thì rất là ngon và nhìn rất là bắt mắt quý vị ạ. Bọn em đã được ăn những cái món ăn như thế này bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Ăn bao giờ chưa? Chưa. Lần này lần đầu thôi nhưng mà chả biết lần đầu này ăn. Lần đầu ấy thì là về nhớ phải chuẩn bị lấy khoảng độ mỗi người 10 cuộn giấy vệ sinh nhá. Vâng. Nếu mà có đi ngoài thì mình còn có cái để mà mình dự phòng chứ. Đúng rồi. Cho xin cốc đá nhé. Cái này là ăn được luôn rồi chị? Tất cả đồ chín đấy là ăn được rồi ạ. Đây, nào thế thì gắp cho mọi người này. Cơm này gọi là món cơm trái tim à chị? Chắc là cả tấm lòng của nhà hàng để đấy luôn. À, tuyệt vời. Hả? À, gắp đi, lấy đi. À, không có. Mấy em một ba chứ không có. Em ơi, cho in mang lên ra đây cho. Cái này của ba chứ không có. À được rồi. Xin mời quý vị thưởng thức món cơm trái tim cả tấm lòng của nhà hàng đã gửi vào cái món này rồi đấy ạ. Đây. Chấm cái gì chị hay cứ thế ăn thôi. Mình chấm mayonnaise hoặc là chấm tương ớt cay ạ. Em ơi lấy mayonnaise cho đây. Chấm tương ớt cay này nha. Cái ngon không nhá. Đây của nhà ăn thử nha. Ngon không? Ngon quá. Xin kính mời quý vị nhé. Ẩm thực luôn đúng không? Đây chắc thì đã có nhiều món ngon bằng sờ Việt Nam. Chưa cho em hỏi cái giỏ là cái gì ạ? Khanh cua ấy cậu. À. Đấy là khanh cua. Khanh cua. Khanh cua là từ chân con cua hay là từ đâu? Thực ra là cái đấy là nhà hàng cũng nhập ý, nên là nhà hàng không am hiểu bằng là món thịt hoặc là hải sản cho từ đâu. Mà. Nó cũng là một sản phẩm chế biến sẵn. Vâng. Các bạn có thể lấy ăn đi, sushi á.
Bữa em tên vòng câu là Tuấn đây ăn đây là chắc là không ăn quen, không ăn được nhiều đâu chị. Không, chị nó ăn đồ nướng này ngon lắm. Chị nhưng mà ví dụ mình không thật thì mình không có ăn nhiều thế. Ở trên đấy làm gì có chim này ăn nhỉ? Không. Đúng không? Lại có hàng chim rừng cơ, đây là gọi là chim cứu thôi đúng không? Em còn toàn chim không? Nào, này, lại ăn chim tiếp. Ở trên đấy thì toàn đi bay gà rừng với kia ăn. Đúng rồi. Nào. Không nào. Đây là tàu lô. Chim ạ. Thì tàu mình ăn được chín rồi đó, cả nhà có thể ăn được rồi. Nào. Ăn đi, không ăn á? Sợ à? Sợ à? Em ở đây lấy chân đi bẫy chim mà chả ăn bao giờ ăn. À, chuyên ra đi bẫy chim à? Đi bẫy nhưng mà chả thích ăn. Ờ. Ăn chim ngon chứ? Chim ngon mà. Thưa quý vị, là hôm nay thì có bạn Tiệp quay phim để lái xe cho nên là Đạt có thể uống bia thoải mái. Bây giờ mình chỉ uống một lon thôi. Về buổi trưa nay là về ngủ cho nó ngon quý vị ạ. Thật ra bia này thì nếu như mà mình dùng điều độ thì rất là tốt. Không nên lạm dụng nó quá. Ví dụ như ngày nào cũng uống thì nó còn rất là hại sức khỏe. Nhưng mà thỉnh thoảng đôi khi uống một lon cho nó vui thì cũng rất là tốt cho đường tiêu hóa nha quý vị nhé. Còn hai em ăn thấy ngon không? Hả? Đồ ăn có thấy lạ hơn so với ở trên vùng cao không? Hả? Trong mấy cái món này em thích món nào nhất? Thích món nào nhất? Chỉ anh xem nào. Đây. Món này á? À? Ngon nhỉ? Yeah. Cái con gái người vùng cao xuống mà chỉ thích chim thôi. Vâng, nói chung là người vùng cao thì rất là thực tế quý vị ạ, không phải vòng vo tam quốc, thích gì là chỉ đấy luôn, thích chim là chỉ chim luôn. Không, đây còn rất là nhiều món nướng rất là ngon này. Đó. Rất là ngọt. Ngon chưa? Ăn luôn thế. Muốn đâu ăn đấy á. Ăn đi, ăn đi. Em ơi, ăn thử đi. Lẩu nướng này ngon lắm. Chấm cái này nhá. Chưa, cái đồ chấm lẩu nướng là có mỗi thế này đâu đúng không? Nào, ăn đi chả. Này, mời quý vị nhá. Đây. Cái này là thịt bò gì nhỉ? Đúng rồi ạ. Thịt bò nướng. Rau sống của mình cùng với kim chi ạ. Cái trong mình thịt nướng mình sẽ gọi là điều vị hoàn hảo hơn. Vâng.